Lời khai ban đầu của con trai sát hại mẹ ruột phi tang tại vườn điều. Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh phục dựng gia đình đủ 4 người ở làng nổ. Xe đầu kéo container lao vào 4 nhà dân trên quốc lộ 15A ở Hà Tĩnh. Công an 4 tỉnh bắt nhóm đối tượng liên tục cướp trên đường di chuyển. Cục đường bộ yêu cầu sở giao thông vận tải phú thọ sớm có phương án tháo rỡ cầu phong châu. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo giao thông. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị liên quan đến vụ con trai sát hại mẹ ruột phi tăng tại vườn điều, ngày 3 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai cho biết đã tiến hành lấy lời khai đối tượng nguyễn văn tiến 18 tuổi, chú thôn 6 xã ia huyện chư bứ để điều tra làm rõ về hành vi sát hại người. Nguyễn Văn Tiến chính là con trai nạn nhân Lê Thị Vê 60 tuổi. Khi được người dân phát hiện, bà Lê Thị Vê đã không còn nguyên vẹn, bị trồn lấp sơ sài ở vườn điều, đang trong quá trình phân hủy. Bước đầu, nghi phạm Nguyễn Văn Tiến khai nhận, vào ngày 18 tháng 9, Tiến cùng mẹ đi làm cò tại vườn điều sau nhà. Đến trưa, Tiến hỏi xin tiền để chơi game, nhưng bà Lê Thị Vê không cho và la mắng. Bực tức, Tiến đã dùng dao đang cầm trong tay sát hại nạn nhân. Gây án xong, Tiến đào hố cạn tại vườn điều rồi phi tang bà Lê Thị Vê trước khi bỏ trốn. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 9, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong tại dãy điều tại xã Lê, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai, nên trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là bà V. Khi được phát hiện, bà V bị trôn vùi dưới đất, một phần lộ trên mặt đất, không còn nguyên vẹn. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tiến là nghi phạm có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, do Nguyễn Văn Tiến không có mặt tại địa phương, nên cơ quan công an ra quyết định truy tìm để phục vụ điều tra. Đến ngày 1 tháng 10, lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai phát hiện Nguyễn Văn Tiến đang ở tại nhà trọ trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nên phối hợp cùng lực lượng công an quận 12 bắt giữ khẩn cấp đối tượng di lý về Gia Lai phục vụ công tác điều tra. Những ngày qua câu chuyện của em Hoàng Xuân Phúc, sinh năm 2010, cùng lúc mất đi cả bố và mẹ trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn làng Nủ, Lào Cai khiến ai nấy đều không khỏi xót xa, chia sẻ nỗi đau với em. Từ 4 tấm chân dung, anh Phùng Quang Trung cùng đồng nghiệp đã làm việc liên tục 18 tiếng để phục dựng bức ảnh gia đình cho cậu bé kiên cường. Cuối tháng 9 năm 2024, anh Phùng Quang Trung, 29 tuổi, một nhiếp ảnh gia chuyên phục dựng ảnh tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nhận được tin nhắn từ em Hoàng Xuân Phúc. Phúc có nguyện vọng muốn anh Trung phục dựng lại bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình, gồm có Phúc, em trai Hoàng Gia Bảo và bố mẹ, sau cuộc trao đổi thông tin, anh Trung đã nhận lời phục dựng lại bức ảnh theo đúng mong muốn, yêu cầu của Phúc. Trước đó, trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nổ, Lào Cai đã khiến bố mẹ của hai anh em Phúc bảo là anh Hoàng Văn Tuân, 37 tuổi và chị Hoàng Thị Quyến, 34 tuổi bị vùi lấp thiệt mạng. Anh Trung cho biết, mặc dù anh và các đồng nghiệp đã phục dựng hàng nghìn bức ảnh chân dung người đã khuất, nhưng với yêu cầu, đề nghị của Phúc, anh cảm thấy nhiệm vụ lần này rất đặc biệt. Theo anh Trung, bà con thôn làng nổ vừa trải qua mất mát đau thương quá lớn, hai anh em Phúc Bảo còn ít tuổi đã mồ côi cha mẹ. Anh Trung kể, Phúc nhắn tin và gửi các bức ảnh về khuôn mặt của bốn thành viên trong gia đình. Đó là những nguyên liệu duy nhất để anh có thể hoàn thành bức ảnh gia đình em một cách chân thực nhất, giống với ảnh chụp trực tiếp nhất. Trong 18 tiếng đồng hồ làm việc liên tục, anh và đồng nghiệp đã hoàn thành bức ảnh và gửi tới em Phúc. Anh Trung tâm sự: "Tôi đã nghẹn lại quá xúc động sau khi trao đổi thông tin và mong muốn về bức ảnh gia đình của em Phúc, tôi phải bắt tay vào nhiệm vụ đó ngay, mặc dù nó cũng khá khó khăn so với công việc phục dựng ảnh hàng ngày của tôi. Anh cho biết thêm, đây là gia đình thứ hai tại làng nổ anh phục dựng lại ảnh. Trước đó có một chị mất hai con nhỏ đã liên lạc để anh phục dựng lại ảnh gia đình và anh đã hoàn thành. Em Hoàng Xuân Phúc chia sẻ, trước khi xảy ra lũ quét, nhà em cũng có bức ảnh chụp cả gia đình, nhưng giờ đã bị vùi lấp. Thông qua người quen giới thiệu, em chủ động xin số điện thoại để liên lạc với anh Trung và đề nghị anh Trung tái hiện bức ảnh gia đình đầy đủ bố mẹ, em trai và em. Phúc nghẹn ngào, em không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn anh Trung. Bức ảnh gia đình em rất đẹp và chân thực. Từ bức ảnh đó, em có thể nhìn thấy bố mẹ em hàng ngày để vơi bớt nỗi nhớ. Bài viết về câu chuyện phục dựng lại bức ảnh gia đình em Phúc đã được đăng tải trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và những lời động viên từ cộng đồng mạng gửi tới em Phúc cũng như các gia đình may mắn sống sót tại thôn làng nổ. Hôm mùng 1 tháng 10, anh Trung và các đồng nghiệp đã giới thiệu dự án Skyline, nét ảnh vượt bão. Qua dự án, anh Trung và các đồng nghiệp muốn thần tốc làm những bức ảnh tưởng niệm các nạn nhân xấu số, số đã thiệt mạng tại thôn làng nổ. Sau khi phục dựng hoàn thành, nhóm sẽ in hành, đóng khung miễn phí để gửi tận tay bà con tại đây. Mới đây, một xe đầu kéo container đang di chuyển trên quốc lộ 15A ở Hà Tĩnh thì bất ngờ mất lái dẫn đến lật nghiêng, vụ việc khiến 4 nhà dân ven đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10, tài xế Bùi Phi Hải, 53 tuổi, điều khiển xe đầu kéo container biển kiểm soát tỉnh Hải Dương, chở hàng hóa di chuyển trên quốc lộ 15A ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, theo hướng Nam Bắc. Khi đi qua cầu Điện Lợi thuộc thôn 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tài xế mất lái, khiến xe lao vào phía trước nhiều nhà dân ven đường rồi lật nghiêng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Linh cho biết, vụ tai nạn khiến 4 nhà dân bị hư hỏng mái tre, tường nhà và nhiều cây xanh. Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là khúc cua tay áo, khúc cua gấp qua đoạn đường dốc quanh co, dưới chân cầu điện lợi. Từ lâu, vị trí này đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân sinh sống hai bên đường và cánh tài xế vì thường xuyên xảy ra các vụ lật xe cũng theo chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hà Linh. Hiện nay, hai bên cầu điện lợi có hai biển báo tốc độ tối đa cho phép trước khi vào cầu và đến cầu lần lượt là 70 km/h, 50 km/h. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn chủ quan không làm chủ tốc độ dẫn đến những vụ việc đáng tiếc. Sau gần 24 giờ tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa và công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với công an các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh điều tra, làm rõ và bắt giữ ba đối tượng gồm Phạm Gia Huy, sinh năm 2009, Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2008 và Đậu Thành Phát, sinh năm 2009, đều trú tại tỉnh Nghệ An về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 30 tháng 9, tại khu vực cầu Nguyệt Viên thuộc địa phận xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa, chị LTH ở xã Hoàng Quang đã bị ba thanh niên lạ mặt đi xe áp sát và cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro Max mà chị đang cầm trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng huy động lực lượng tiến hành điều tra, xác minh và truy xét nóng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ đồng hồ gây án, ngày 1 tháng 10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh điều tra xác minh, làm rõ và bắt giữ ba đối tượng Phạm Gia Huy, Nguyễn Quang Huy và Đậu Thành Phát là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên. Tại cơ quan công an, ba đối tượng khai nhận do chơi bời lưu lỏng nên đã bỏ học và rủ nhau đi cướp, cướp giật tài sản. Chiều ngày 30 tháng 9, các đối tượng đã mang theo dao trong người và chở nhau bằng xe máy đi từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ra Hà Nội. Khoảng 19 giờ khi đến cổng Nguyệt Viên, thành phố Thanh Hóa, thấy chị LTH đang nghe điện thoại trong khi điều khiển xe máy nên đã cướp giật và bỏ chạy. Đến 20 giờ khi ra đến thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, ba đối tượng này đã chặn xe của một phụ nữ, dùng dao đe dọa và cướp một chiếc túi sách. Tiếp đó khoảng 20 giờ 30 phút, khi đến thành phố Ninh Bình, bọn chúng đã dùng dao đe dọa và cướp một chiếc điện thoại iPhone 11 của một phụ nữ, khoảng 21 giờ đi đến địa phận huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, ba đối tượng này tiếp tục dùng dao khống chế một nam thanh niên và cướp một chiếc điện thoại Samsung. Sau khi liên tiếp gây ra 4 vụ cướp giật tài sản tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. Phạm Gia Huy, Nguyễn Quang Huy và Đậu Thành Phát điều khiển xe máy ra Hà Nội để tiêu thụ toàn bộ số tài sản vừa cướp giật được. Sau đó, cả ba đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thì bị lực lượng công an bắt giữ. Qua vụ việc nói trên, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, không nên mang theo tiền bạc, trang sức có giá trị lớn khi đi đường, nhất là vào buổi tối không sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không nên dừng đỗ xe hoặc đi lại một mình vào ban đêm ở khu vực vắng người qua lại. Nếu không may bị cướp, cướp giật tài sản, mọi người phải thật bình tĩnh xử lý linh hoạt, tránh thương vong bản thân. Đặc biệt cần quan sát kỹ đặc điểm nhận dạng của đối tượng cũng như phương tiện đối tượng sử dụng để cung cấp cho cơ quan công an phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Cục Đường bộ Việt Nam với yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ sớm có phương án tháo rỡ cầu Phong Châu. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cần thực hiện phương án phân luồng giao thông thủy qua khu vực cầu Phong Châu và triển khai công tác giao chắn xung quanh khu vực nhịp giàn thép số 5 và các nhịp còn lại của cầu. Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ phải bố trí tổ chức trực chốt, hướng dẫn và ngăn ngừa người dân đi vào khu vực đã được rào chắn để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, khẩn trương nghiên cứu phương án và sớm có giải pháp dỡ nhịp dàn thép số 5 và các nhịp còn lại theo hướng bảo đảm an toàn cho lực lượng tháo rỡ và công tác tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, khai toán kinh phí tháo rỡ nhịp dàn thép này và các nhịp còn lại phù hợp phương án, giải pháp đề xuất Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm xin ý kiến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời là Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ về phương án giải pháp tháo rỡ nhịp giàn thép số 5 và các nhịp còn lại của cầu Phòng Châu. Song song đó, địa phương còn khẩn trương báo cáo và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải công bố bổ sung tình huống khẩn cấp để có cơ sở pháp lý ban hành bổ sung lệnh xây dựng dự án khẩn cấp cho hạng mục tháo rỡ nhịp giàn thép số 5 và các nhịp còn lại của cầu Phòng Châu. Trước đó, cục đường bộ Việt Nam cũng đã nhận được báo cáo phương án thi công trục vớt phần cầu sập. Cụ thể, đối với các phương tiện bị chìm, nằm ngoài nhịp giàn thép sẽ được trục vớt ngay, đưa về gần bờ và được nâng nhấc vào bãi tập kết bằng cần cầu chuyên dùng 150 tấn. Với các phương tiện bị kẹt trong giàn thép không thể trục vớt ngay, đơn vị thi công sẽ dùng cần cầu 400 tấn đặt trên bờ và hai tàu có lắp trục vớt để nâng nhấc giàn thép lên khỏi mặt nước, cắt từng nhịp. Tàu lai rát sẽ đưa từng nhịp giàn thép vào bờ và dùng cần cầu chuyên dùng 150 tấn trên bờ nâng, nhấc đặt vào khu vực bãi tập kết. Quá trình cắt các nhịp dàn thép, đơn vị thi công cũng đồng thời đưa phương tiện kẹp bên trong ra ngoài và kéo vào bờ. Với nhịp dàn thép và phương tiện bị bồi lấp sâu dưới lớp cát, phù sa, đơn vị thi công sẽ sử dụng vòi xối, hút để loại bỏ lớp cát, phù sa bồi lấp trước khi trục vớt. Đối với bê tông mặt cầu, trục cầu, cọc, bệ mố chìm dưới nước, nhà thầu sẽ dùng cần cẩu 400 tấn đặt trên bờ và hai tàu có lắp trục vớt để nâng nhấc lên mặt nước. Phần bê tông nhô lên đến đâu, máy xúc lắp đầu đục bê tông đặt trên tàu sẽ phá rỡ. Được biết do ảnh hưởng bão, lúc 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9 đã xảy ra vụ sập cầu Phong Châu kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu, nhịp 6 và nhịp 7. Thời điểm cầu sập có 8 xe gặp nạn gồm một xe tải, một xe con, 5 xe máy, một xe đạp điện. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa thông báo kế hoạch hỗ trợ 2.000 vé tàu 2 chiều và 400 vé máy bay miễn phí cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Ơn Đảng nhằm giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết cùng gia đình. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động còn khó khăn, thu nhập thấp với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng một người đến 1 triệu đồng một người chi từ nguồn tài chính công đoàn. Các suất hỗ trợ sẽ ưu tiên hơn cho những người lao động có gia đình khó khăn hoặc ở vùng vừa bị thiên tai bão lũ. Chương trình đặc biệt hướng đến đoàn viên lao động ở các khu vực phía Nam muốn về quê tại các tỉnh phía Bắc. Công đoàn các cấp sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo tất cả đều có cái Tết đầm ấm, vui tươi. Kế hoạch này khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm sóc và hỗ trợ người lao động, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa người lao động và tổ chức công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng kêu gọi các doanh nghiệp và địa phương hợp tác để đảm bảo người lao động được nhận đủ tiền lương, tiền thưởng Tết và tổ chức các hoạt động vui xuân giúp người lao động cảm nhận được sự quan tâm trong dịp lễ lớn. Trong dịp Tết 2024, các cấp công đoàn đã tổ chức 14.664 chương trình Tết xung vầy, xuân chia sẻ, thu hút trên 3 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia, hơn 1,8 triệu lượt đoàn viên và người lao động được tặng quà tại chương trình, tổng số tiền gần 1.022 tỷ đồng. Đặc biệt, chương trình Tết Xuân Vầy, Xuân chia sẻ của tổ chức công đoàn triển khai trong dịp kỷ niệm 10 năm chương trình Tết Xung Vầy đến với đoàn viên, người lao động đã để lại dấu ấn sâu sắc. Qua một thập niên triển khai thực hiện, đã có 168.243 chương trình được tổ chức, thu hút trên 29 triệu lượt đoàn viên và người lao động tham gia với số tiền lên đến hơn 17.000 tỷ đồng. Thành phố Phan Thiết không chỉ được biết đến với biển xanh cát trắng nắng vàng mà còn nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử văn hóa khác. Trong số đó, Trường Dục Thành được xem là một trong những di tích mang đậm giá trị văn hóa lịch sử và là một công trình tưởng niệm có ý nghĩa tinh thần vô giá của nhân dân Bình Thuận đối với bác Hồ kính yêu. Trường Dục Thành ra đời và hoạt động vào năm 1907 với mục đích hưởng ứng phong trào Duy Tân của những nhà trí sĩ yêu nước như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp. Đây cũng chính là nơi in lại dấu ấn thanh niên của Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta nằm ở vị trí trung tâm Phan Thiết, ngay bên dòng sông Cà Ti Thơ Mộng, Trường Dục Thành là nơi ghi dấu sự kiện thời thanh niên của Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Tất Thành, đã dừng chân dạy học từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911. Tại đây, bằng tất cả tâm huyết, tình cảm, Bác đã truyền đạt những kiến thức văn hóa và khơi dậy tinh thần yêu nước cho các học trò của mình du khách từ mọi miền đất nước đến với trường dục thanh để tìm hiểu về cuộc đời cao đẹp của bác hồ từ nếp sống giản dị chân thật đến lòng yêu nước thương dân và đặc biệt là hình ảnh thầy giáo trẻ nguyễn tất thành hết lòng chăm lo cho sự nghiệp chồng người có thể nói trường dục thanh gắn với một trong những mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của bác khi bác bắt đầu được tiếp xúc với tư tưởng yêu nước cách mạng của các sĩ phu yêu nước đương thời Ngôi trường này đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục và cách mạng của nước nhà, đặc biệt trong giai đoạn đầu thế kỷ 20. Bác đã truyền dạy cho các học sinh những kiến thức mới mẻ, tư tưởng tiến bộ, khởi dậy trong lòng họ khát vọng độc lập dân tộc. Hình ảnh bác Hồ đứng trên bục giảng, truyền đạt những bài học quý giá đã trở thành một biểu tượng bất tử, truyền cảm hứng cho bao thế hệ. Kể từ sau khi thành lập, trường Dục Thanh nhanh chóng trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của vùng đất Bình Thuận. Ngôi trường không chỉ trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản mà còn nuôi dưỡng trong lòng họ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Với những giá trị trên, từ những năm 1986, trường Dục Thanh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Trường Dục Thanh là một bảo tàng sống, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ngôi trường không chỉ là nơi ươm mầm cho những tài năng mà còn là nơi hội tụ cho những tâm hồn yêu nước. Những câu chuyện về thầy trò Trường Dục Thanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong kho tàng văn hóa dân tộc. Ngày nay, Trường Dục Thanh đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn vì vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm vốn có. Hàng năm có rất nhiều du khách đến thăm trường để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và để tưởng nhớ đến những người đã có công xây dựng và phát triển ngôi trường này. Trường Dục Thanh là một minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước và ý chí tự cường của dân tộc Việt Nam. Ngôi trường không chỉ là một địa điểm lịch sử mà còn là một nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ trẻ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của trường Dục Thanh là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.